Trường Giang từng âm thầm nắm tay nam em trên sóng truyền hình. Trong câu chuyện nam em Trường Giang đang gây xôn xao dư luận, top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 tiết lộ, một trong những lý do khiến cô phải lòng chẳng hề xứ quảng là bởi hai người thường xuyên cùng góp mặt trong những chương trình truyền hình. Mới đây, nhiều cư dân mạng đã đào lại khoảnh khắc phát hiện ra cặp đôi từng có khoảnh khắc đầy tình tứ khi tham gia 7 nụ cười xuân. Cụ thể, trong một cảnh quay Trường Giang, Harry Won và nam em cùng nằm trên giường bệnh. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy, ngay khi nằm xuống, tay của Trường Giang từ từ nắm lấy cổ tay của nam em, rồi sau đó nắm chặt cả bàn tay của người đẹp. Hành động này hoàn toàn không phù hợp hay liên quan tới nội dung nào trong kịch bản. Do đó, dư luận cho rằng đây chính là một trong những khoảnh khắc thăng hoa trong tình yêu mà nam em từng chia sẻ.